Thùy Dương xin kính chào quý cô chú, anh chị em và các bạn thân mến. Trong cái video ngày hôm nay đó, Thùy Dương sẽ không có nói về tin tức chính trị gì hết, mà Thùy Dương nói một số thứ để cho các bạn trẻ hiểu Thùy Dương. Thật sự ra trong cái trang YouTube của Thùy Dương đó quý vị, người trẻ theo dõi rất là nhiều. Theo cái thống kê của YouTube, từ độ tuổi 18 đến 34 tuổi, rất là nhiều người coi Thùy Dương và đặc biệt là ở trong Việt Nam. Thì đó, cho nên là Thùy Dương cần phải làm cái này để cho các bạn có phần nào hiểu Thùy Dương hơn. Tại vì sao vậy? Đây là cái gọi là giống như cái kiếp nạn chung của những người làm truyền thông ở tại nước ngoài luôn. Chắc có lẽ là do người ta không có thấy nó là cái sự việc đáng quan trọng để lên tiếng. Nhưng mà đối với Thùy Dương thì Thùy Dương còn phải chia sẻ để không thôi các bạn lại hiểu sai Thùy Dương. Gần như đó anh chị, những anh chị em nào mà biết tới Thùy Dương ở trên Facebook á, đều rất là khó để mà nói chuyện với Thùy Dương. Thì các bạn lại suy nghĩ rằng là Thùy Dương chảnh chẹ, Thùy Dương kiêu căng, kiêu kỳ, khó chịu. Thùy Dương nói vậy thôi chứ Thùy Dương không có gần gũi, Thùy Dương không có tốt lành gì hết. Thùy Dương mời quý vị coi một cái bình luận nha. Đây là một cái bình luận nè. Đó. Chị lên tiếng cho người dân quốc nội, em là người dân quốc nội nhắn tin cho chị lại không tương tác. Thì Thùy Dương có nhắn tin lại rồi, tôi bận xỉu. Đây là lúc mà khi mà Thùy Dương ngồi ở trong trong lớp học á, thì Thùy Dương phải trả lời và chụp một cái lén chụp thôi quý vị, chứ không phải là Thùy Dương được phép chụp nữa. Tại vì những cái hình ảnh ở bên đây mà mình chụp hay này kia nọ là mình phải xin phép người ta, mình ta không cho là mình không có được chụp. Thì mình cũng phải chứng minh rằng là tôi đang rất là bận, tôi không thể nào tôi trả lời được. Thì các bạn lại giận Thùy Dương. Quý cô chú anh chị em ở nước ngoài đó, làm ơn cho binh vực giùm Thùy Dương một tiếng đi. Lúc này là Thùy Dương cần quý vị cứu bầu Thùy Dương nè. Có phải rằng là cái cuộc sống của mình ở nước ngoài đó, mình sống thoải mái thật đó, nhưng mà xung quanh mình nó có nhiều việc để mình làm. Và gần như một ngày 24 tiếng đồng hồ đó, nó trôi qua rất là nhanh. Mình không có kịp làm cái gì hết, mình không có than, nhưng mà thời gian nó đi nhanh quá. Tại cuộc sống ở đây á, là cuộc sống mà gọi là mình làm mình có nghĩa là mình làm việc thì mình sẽ hưởng thụ, đi chơi, đi học, đi mua sắm này kia nọ, và người ta biết, người ta đạt, người ta làm việc như vậy, người ta đạt được những cái điều đó như vậy thì người ta sẽ cố gắng, người ta làm. Như Thùy Dương đó, là anh chị cũng biết rồi, Thùy Dương mới qua Na Uy được có 7 năm thôi. Là trong thời gian suốt 7 năm đó là Thùy Dương đã dùng thời gian của mình cho cái công việc này, là Thùy Dương phải làm việc với một cái tốc độ nhanh gấp nhiều lần một cái người bình thường. Tại vì anh chị chưa có thấy Thùy Dương làm việc ở ngoài thôi, cho nên quý vị không có tưởng tượng được là Thùy Dương làm việc ở cái tốc độ như thế nào đâu. Một cái giống như trong đầu của Thùy Dương á, Thùy Dương biết có nhiều người như vậy, thậm chí giỏi hơn nữa, để mà Thùy Dương có thể ngồi ở đây mà Thùy Dương làm chương trình, thì Thùy Dương làm video, thì tất cả những cái việc khác Thùy Dương phải luôn luôn sắp ở trong đầu là sau cái việc đó thì Dương phải làm gì, trong lúc này thì Dương phải làm gì là để có thời gian ra mà làm, chứ còn không là không có thời gian đâu quý vị. Cho nên các bạn trẻ đừng có suy nghĩ rằng là thì Dương chảnh hay là này kia nọ. Thì bây giờ để nói rõ hơn về cái chuyện này thì Dương mời quý vị coi một cái video mà Thùy Dương làm ngắn mất của bà con khoảng 4-5 phút anh, để quý vị có thể phần nào hiểu thêm Thùy Dương ha. Để quý vị không có hiểu sai Thùy Dương. Bây giờ Thùy Dương mời quý vị cùng coi video này nha. Giờ 37 phút, Thùy Dương đang đứng ở ngoài đường. Bây giờ đang trên đường đi về nhà. Nhưng mà từ ở đây đến khi về nhà còn mấy chỗ để dừng lại nữa. Dừng lại để mua đồ, nó đi tới đi lui, là về tới nhà khuya luôn. Bây giờ là Thùy Dương sẽ quay Thùy Dương tới chỗ nào mấy giờ cho quý vị cùng coi nha. Bây giờ là xe điện ngầm nó tới, Dương lên xe điện ngầm nó chạy đó. 20 giờ 39 phút, 20 giờ 48 phút, đi xuống xe điện đi đến một cái điểm khác. Đi mỗi giờ luôn đó, có nghĩa là sao, thời gian của Thùy Dương nó trôi đi rất là nhanh, không kịp làm gì hết trơn. Ghé vô trung tâm tìm mua đồ ăn, mua trái cây, mua rau, mua đồ. Tới rồi đây.
thèm một ly cà phê Starbucks dễ sợ luôn. Mà bây giờ nó lên giá, không nỡ lòng uống. Đây, Starbucks Coffee, nó lên cái ly bự gần 10 đô một ly, nhịn luôn, khỏi uống quý vị. Bây giờ là 20 giờ 50 phút, đi thẳng tới cửa hàng bán rau củ trái cây, lấy cái giỏ đựng đồ. 20 giờ 50 phút, tôi rất là thích ăn nho luôn đó. Bây giờ lấy nho. 20 giờ 52 phút, rửa lê. 20 giờ 54 phút, mua chanh. 20 giờ 56 phút, tự tính tiền đó. Này cái nọ xong xuôi luôn, mua đồ là 21 giờ, chưa có xong nữa, đi tìm mua thêm ít đồ ở chỗ khác nữa. Mặc cao khoác này đi vô, trong đây nó nóng, ở ngoài thì nó ấm, nhưng mà vô trong đây nó nóng là phải cởi ra. Mà bây giờ vô cởi ra ta đầu cầm nữa, thôi mặc luôn, nóng quá. Mua đồ xong rồi bây giờ ra xe điện, đón xe điện đi về nhà. Bây giờ là 21 giờ 3 phút, chờ một phút nữa thì xe điện nó tới, thì Dương leo lên, thì Dương về. Bây giờ là 21 giờ 3 phút nha bà con, thì chờ thêm một phút nữa. 21 giờ 4 phút, giờ 30 phút mới vừa xuống cái chiếc xe điện ngầm này nè quý vị, nó chạy nè nha. 21 giờ 31 phút, để coi quý vị xem Thùy Dương về tới nhà bao nhiêu lâu nha. Đây là con đường về nhà của Thùy Dương, và anh chị biết cái nhiệt độ của nó là bao nhiêu độ không? -6 độ C. Cái độ thế tủ lạnh của bà con á, cái ngăn lạnh đó thì nó khoảng chừng 3-4 độ C thôi, phải không? Còn cái này đó là nó -6 độ C, và quý vị biết nó lạnh tới cỡ nào rồi đó ha. Thùy Dương về tới nhà là 21 giờ 35 phút nha quý vị, mới vừa vô tới nhà luôn đó nè, chưa có áo khoác ra nữa nè. Tranh thủ lúc mà Thùy Dương làm video, Thùy Dương sửa video, Thùy Dương bật cái nồi cơm, trong bụng đói quá giờ phải uống tạm cái nước dừa, bữa hôm hổm đi Thùy Điển mua, giờ uống đỡ rồi tranh thủ rồi là ngồi làm video luôn để không kịp giờ. Thùy Dương cầm cái lon nước dừa này là 21 giờ 38 phút, 21 giờ 38 phút nha quý vị. Đó, và sau đó 20 giờ 37 phút, xin lỗi bà con, Thùy Dương ngồi, Thùy Dương chỉnh sửa video và Thùy Dương bắt đầu làm cái video này là 21 giờ 56 phút, 54 phút chứ hả? Thùy Dương không kịp ăn cái gì, chỉ kịp uống ly nước dừa thôi và làm chương trình. Đó, rất là nhiều thứ cần Thùy Dương phải làm. Anh chị thấy Thùy Dương bắt tay vào không? Không, nói để cho bà con hiểu, nói để cho các bạn trẻ hiểu. Thùy Dương không phải là một người trách Thùy Dương đâu, mà rất là nhiều người trách Thùy Dương. Thì quý anh chị phải thông cảm Thùy Dương một điều như thế này nè. Để Thùy Dương sửa lại sao cái màn hình của Thùy Dương nó hơi bị mờ mờ, nó có cái gì đó nó không có được bình thường, để Thùy Dương sửa lại cho quý vị coi nó sao. Cái ghế nó bị mờ hết một bên, Thùy Dương cũng không biết tại sao ha. Cái này để khắc phục sao, để sửa sao đi. Rồi ok. Có mấy cô chú anh chị em ở trên YouTube bình luận cũng trách Thùy Dương, bình luận quá trời luôn mà không thấy Thùy Dương trả lời, Thùy Dương đọc cái nào hết trơn. Dạ không phải đâu quý vị, nó nhiều quá. Rồi cả ở trong Messenger nữa, nó nhiều quá. Mà nếu mà quý vị thấy Thùy Dương có đọc là quý vị hiểu rồi. Tại vì một mình ở bên đây đó, bởi vậy cho nên Thùy Dương mới nói là bà con cô chú anh chị em và các bạn ở nước ngoài làm ơn binh cho Thùy Dương tiếng đi. Có phải rảnh không? Không có rảnh luôn. Và vì vậy cái cuộc sống như vậy đó, người ta làm việc và người ta như vậy đó anh chị, thì cái cuộc sống của người ta nó đầy đủ. Và đầy đủ thì mình dùng thời gian của mình. Không có ở nước ngoài này á, anh chị sẽ rất là khó đi tìm, đi kiếm mà người ta mà lê la cái quán cà phê từ sáng tới chiều. Không có chuyện đó đâu anh chị. Người ta ngồi tới uống cà phê
là 1 2 tiếng đồng hồ thôi là người ta có việc để người ta làm rồi. Thí dụ một ai đó mời Thùy Dương đi uống cà phê, Thùy Dương không thể nào mà ngồi với người ta từ sáng tới chiều được hết á, không thể nào. Hoặc là cũng không thể nào mà cái ngày bình thường đó mà hẹn hò nhau đi uống cà phê xong đi chỗ này đi chỗ kia cà kê dây ngỗng là không có luôn. Người ta chỉ có thể gặp nhau vào ngày cuối tuần thôi, ví dụ ngày thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật, đó là những ngày người ta có thể. Còn bình thường mà ngày thứ bảy chủ nhật là cái ngày anh chị họ có thể là họ đi tiệc hoặc là ở nhà họ dọn dẹp, họ vệ sinh nhà cửa, họ chùi nhà tắm, họ lau nhà, họ lau tủ, họ sắp xếp quần áo, giặt ủi quần áo, làm đồ ăn cho cả một tuần lễ sau rất là nhiều. Rồi họ còn lên chương trình để mà sao anh chị tháng tới nữa sẽ đi đâu, sau cái tuần lễ nghỉ như vậy họ sẽ lên chương trình họ đi đâu, và họ cần phải tìm là họ muốn khách sạn ở đâu, họ đi như thế nào, tại vì cuộc sống của họ là cuộc sống hưởng thụ. Còn Thùy Dương là thật sự ra cái chuyến đi tàu vừa rồi đó quý vị, là Thùy Dương bị đẩy vô cái thế phải đi nó, cho nên là đi. Chứ còn công việc nó quá trời quá đất luôn, thì có nhiều anh chị em nói là trời sao cái cô này tôi nhắn tin cho cổ chỉ thả có cái nút like không à. Thùy Dương biết có nhiều người vậy đó, là thậm chí là các bạn trẻ vô nhắn tin cung cấp tin tức cho Thùy Dương, Thùy Dương cũng chỉ là cảm ơn bạn thôi, tại vì nó quá nhiều việc, chứ không phải là Thùy Dương không muốn tương tác với quý vị, không phải đâu. Không biết diễn tả như thế nào để quý vị có thể mà để cho các em á, các bạn trẻ có thể hiểu và thông cảm cho Thùy Dương. Anh chị thấy là cái cuộc sống của Thùy Dương ở ngoài đây không hoàn toàn phụ thuộc vào một cái chính phủ nào. Thùy Dương nói như vậy có nghĩa là sao anh chị? Cái chuyện kinh tế và tiền bạc là tự Thùy Dương tự chủ tài chính. Thùy Dương phải sắp xếp, Thùy Dương phải giải quyết nó hết, và xung quanh mình không có một ai thay thế Dương để làm những cái chuyện mà Dương đang làm cả. Ngay cả Hùng nó còn nhỏ, những cái chuyện mà ví dụ như lên làm video, hình ảnh, đèn là lâu lâu Thùy Dương chỉ có thể nhờ Hùng được một tí thôi. Hùng còn phải đi học. Đó, khi mà Thùy Dương về làm cái video này Hùng chưa về nữa. Hai mẹ con ở bên đây là ai cũng có việc của người nấy hết. Dương có việc của Thùy Dương, Hùng có việc của Hùng. Cho nên gần như mà những cái người nào mà lớn tuổi mà qua bên đây là họ sẽ không có chịu nổi. Tại vì cuộc sống ở bên đây người ta không có ở nhà để người ta gặm nhấm nỗi buồn. Dương có phần việc của Thùy Dương và Hùng có phần việc của Hùng, cho nên là hai mẹ con đi suốt luôn. Các cái nhà này gần như là để họ đóng cửa tắt đèn tối thui tối lùi, không có ở nhà. Cho nên ở bên đây mà hả, bạn bè mà hẹn hò nhau á là phải lên kế hoạch trước, phải sắp xếp thời gian trước, chứ không phải tự đâu điểm A nào đó gọi điện thoại Dương hả, tao đang đứng trước cửa nhà mày nè, là không bao giờ gặp Thùy Dương được hết trơn á. Không gặp được ở bên đây đâu, không giống như bên Việt Nam là anh chị cứ xách xe à mà anh chị chạy tới nhà rồi anh chị hả, người ta ở nhà không có chuyện đó. Tất cả mọi chuyện nó đã vào cái lịch hết rồi, sắp xếp ngày giờ đó làm vậy làm vậy làm vậy. Mà Thùy Dương nói rồi anh chị, mình Thùy Dương ở Na Uy thủ tục giấy tờ nó không có giống như tại Việt Nam, và mình là một cái người mới tới đây định cư, không phải là ngồi đây ngồi yên một chỗ để rồi Na Uy nó cho mình cái thường trú vĩnh viễn, ngồi yên một chỗ để Na Uy nó cấp cho mình cái quốc tịch đâu. Để mà mình trở thành công dân của Na Uy mình phải đáp ứng những cái yêu cầu nào, những cái điều kiện nào, và mình muốn sống ở đây mình phải học những cái gì, nó nhiều việc dữ lắm luôn. Mà ý là đó không, để bây giờ chắc Thùy Dương phải nhờ Hùng ra để mà cứu bồ Thùy Dương một phen quá. Hùng ơi con có thể ra con cứu bồ mẹ chút được không Hùng? Nè Thùy Dương nhờ Hùng ra để Hùng trả lời một số cái câu hỏi để quý vị thông cảm cho Thùy Dương nè. Về cái tốc độ làm việc đó, bây giờ con đứng gần gần đi, con đứng xa quá cái micro của mẹ nó đang ở đây nè, con đứng sát sát vô đây nè. Mẹ không có thấy mặt con đâu, nít ở bên đây, trẻ con bên đây nó ngại lắm, nó không có muốn đưa cái mặt ra. Con cho mẹ hỏi là mẹ làm việc cái tốc độ của mẹ chậm hay nhanh? Nhanh, Nhanh mà nhanh bình thường hay là rất nhanh? rất nhanh luôn. Đó. Khi mà Hùng qua bên đây anh chị, Hùng thấy Thùy Dương làm việc đó, Hùng 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 bị gì, con có bị áp lực không? Có Hùng bị áp lực. Giờ con có quen chưa? hơi quen rồi. Hơi quen rồi, Hùng hơi quen rồi quý vị, mà con thấy mẹ làm nhanh lắm. Mẹ làm nhanh, mẹ có làm ẩu không? Không, có là mẫu, Ví dụ có cái mẫu này. mẹ làm nhanh mà mẹ không làm ẩu, con thấy mẹ làm việc mẹ có sắp xếp thứ tự trong công việc của mẹ không? Có Con thấy một ngày làm việc của mẹ bận không? bận Bận dữ dần, bận bận dữ dần dữ bận dần dần. bận một nguyên ngày đúng á. Bận rộn nguyên ngày luôn. Dạ rồi, mẹ cảm ơn con nha. Dạ. Là Hùng mới đi về tới là Thùy Dương kêu ra đó quý vị, họ để mà quý vị những người mà ở nước ngoài thì sẽ hiểu và thông cảm, nhưng mà còn những bạn ở trong nước không hiểu.
Không có hiểu là ở nước ngoài làm gì bận rộn vậy. Cho nên là bà con để ý đi, đếm trên đầu ngón tay tại sao mà không có nhiều người làm truyền thông tự do ở hải ngoại, mặc dù rằng ở nước ngoài rất là tự do để mà làm, mà tại sao họ không làm? Họ không sắp xếp nổi thời gian để họ làm. Đó là cái nguyên nhân. Và cái kế nữa, họ sắp xếp nổi thời gian, họ không có người soạn chương trình và họ lên máy móc rồi tìm hiểu những cái phần giống như Thùy Dương đang làm, nó không phải là dễ quý vị, nó khó lắm luôn. Những cái đứa trẻ đó, những đứa trẻ sau này đó, như cỡ tuổi Thùy Dương nè, mà kêu bạn bè của Thùy Dương mà nó bằng tuổi Dương làm, kêu làm nó không biết làm gì hết trơn á. Tại vì nó không có đam mê cái lĩnh vực này, hoặc là nó có muốn làm nó cũng không, nó không đủ kiên nhẫn, nó không đủ cái sự chịu đựng, hay nó khó quá một cái là nó bỏ qua luôn, mà nó không muốn tìm, nó không muốn muốn tìm hiểu nghiên cứu. Còn Dương làm mình phải mò mẫm cho bằng được, và vì đây là một cái gì anh chị, đây là một cái lý tưởng của mình, cho nên khó mình cũng ráng mình tìm mình làm. Và nhưng mà thật sự ra là Thùy Dương cố gắng dùng sức của mình đó để Thùy Dương làm đó quý vị, chứ thật sự ra rất là mệt, mệt lắm, bà con không hình dung nổi đâu. Vừa vừa ở bên đây á, là vừa cái đời sống kinh tế ha, rồi mình vừa lo cho cái nhà của mình ha, mua đồ mua đạc nè ha, rồi cơm nước nè, đi chợ đi búa. Thùy Dương nó có xe hơi đâu, sách về nó nhiều lắm, rất nói không phải là than thở mà nói để hiểu. Nhiều khi Thùy Dương vô anh chị, Thùy Dương thích là bấm thả những cái like, trong trong cái bình luận của quý vị và trái tim á, nhưng mà anh chị là Thùy Dương đã gọi là giống như là những lúc Thùy Dương rảnh thì Dương mới có thể làm được. Và khi mà mình thời gian mà tranh 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 thủ trong cái lúc mà Thùy Dương ngồi ở trên xe điện á, Thùy Dương phải đọc tin, Thùy Dương phải đọc tin tức, tìm hiểu nội dung để mà Thùy Dương lên, Thùy Dương về tới nhà và Thùy Dương vô việc, Thùy Dương chia sẻ luôn, Thùy Dương làm liền luôn. Thì trong cái lúc mà Thùy Dương ngồi xe lửa, ngồi xe điện hồi nãy đó, thì anh chị biết Thùy Dương làm gì không? Thùy Dương ngồi và đối diện với mình là một người đàn ông Na Uy. Người đàn ông Na Uy thì Thùy Dương có hỏi là anh ta ở đâu, tại vì nghe cái giọng của anh ta Thùy Dương thấy là cái giọng đó không phải ở Oslo. Cái Thùy Dương mới hỏi là hình như cái giọng của anh á, cái ông này cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà hình như là anh không phải người của Oslo này, anh ở đâu phải không, anh ở một cái tỉnh nào đó tới đó. Thùy Dương hỏi là anh chuyển tới Oslo hồi nào, thì cái ông đó ông mới nói là tôi chuyển tới Oslo 8 năm về trước và tôi là người ở Bergen. Bergen là giống như một cái tỉnh, giống như ở Cà Mau vậy đó quý vị. Thì ở Việt Nam của mình thì giọng Huế khác, giọng Phú Yên khác, giọng Nha Trang, rồi giọng miền Tây nó khác với vậy, ví dụ vậy, Sài Gòn nó khác. Thì nó ngồi nói chuyện và Thùy Dương hỏi, và thậm chí Thùy Dương bắt chuyện trước quý vị, bắt chuyện trước để mà nói chuyện, để mình muốn biết cái gì đó thì mình phải hỏi người ta. Thì Thùy Dương giới thiệu mình xong rồi bắt đầu Thùy Dương mới nói là ở bên Na Uy thời tiết nó vậy thôi. Thùy Dương mới hỏi là ở bên Na Uy này ông thích cái mùa nào nhất trong năm đó, thì ông nói là cái mùa hè là cái mùa mà tôi thích nhất ở trong năm, còn cái mùa đông là cái mùa lạnh lẽo rồi này kia nọ, mùa đông rất là nguy hiểm, đường nó trơn đó. Ông là người Na Uy mà ông còn nói như vậy. Xong bắt đầu Thùy Dương mới chuyển sang nói những cái chuyện khác. Thì Dương mới giới thiệu là Thùy Dương đến từ Việt Nam, đến từ miền Nam Việt Nam nó. Rồi ông nói là ông cũng đã từng đến Việt Nam 3 lần rồi, ông đã đến, ông nói là Hồ Chí Minh nó, rồi đến Hà Nội, rồi Hội An, đến Huế. Thì lúc đó thì Thùy Dương bắt đầu lấy một số cái video hoặc là hình ảnh mà Hội An, Huế đang bị ngập bây giờ nè, đưa cho ông coi, ông giật mình luôn. Ông nói vậy hả, trời ơi, sao mà kinh khủng quá vậy, bây giờ nước nhiều vậy hả nó. Rồi tiếp tiếp theo sau đó thì Thùy Dương mới hỏi về cái chuyện mà cảnh sát. Thì Thùy Dương hỏi là cái người cảnh sát đó, họ có được quyền dùng vũ lực, dùng bạo lực khi mà họ 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 điều tra hoặc là họ làm việc với một cái người tội phạm hay không, ở trong tù hay không. Thì họ nói rằng là không được phép, Ulovli là không được phép dùng bạo lực ở trong tù đó. Rồi còn ngoài ra thì ông nói là những cái trường hợp nào á, mà họ họ bị tấn công á, có nghĩa là giống như là trước đối mặt với cái sự nguy hiểm á, thì họ cần phải tự vệ, nó phát vào đây không. Thì khi mình ngồi như vậy thì Thùy Dương phải nói chuyện anh chị, gần như là Thùy Dương tranh thủ từng phút từng giây luôn để mà Thùy Dương tìm, Thùy Dương học hỏi. Còn không là nếu mà mình gặp bạn bè của mình á, thì mình sẽ nói cái câu chuyện Việt Nam đó, thì có nhiều người sẽ cho rằng là ôi Thùy Dương rảnh quá, Thùy Dương quẩn quá này kia nọ. Đối với bà con thì có thể bà con suy nghĩ như vậy, nhưng mà đối với Thùy Dương thì đó là cái phần việc mà Thùy Dương cần phải làm.
để cho người ta hiểu thêm về đất nước Việt Nam, người ta hiểu thêm về Cộng sản. Thì Dương hỏi là ở bên Na Uy này đó là có cái đảng Cộng sản mà bây giờ nó mang tên là Rød Parti phải không? Nó thì ông nói là cái đó là cái tên cũ thôi, cái tên là ngày xưa đó, là trước đây nó là Communist Party nó, mà bây giờ nó đổi thành Rød Parti. Mà nó thì Dương hỏi là có bao nhiêu người ở trong quốc hội đại diện cho cái đảng đó, thì ông nói 8 người, chỉ có mấy phần trăm thôi, không có nhiều lắm, mấy phần trăm, là hình như là 5%, nó là 5% những cái đại người đại diện của cái đảng mà đảng Rød Parti bây giờ. Nó hỏi rất là nhiều nhiều thứ lắm. Thì anh chị cứ nghĩ thì mỗi lần mà như vậy thì Dương mệt không, tốn năng lượng vô cùng luôn. Nó cho nên bà con thông cảm, và nhất là các bạn trẻ thông cảm dùng, tại vì Thùy Dương làm việc này là tự bản thân mình làm. Thùy Dương không làm bởi có một cái chính phủ nào để họ hỗ trợ cho mình về mặt tài chính. Anh chị coi vậy chứ tài chính nó rất là quan trọng. Nếu mà không có cái sự vững về tài chính, làm sao mà người ta yên tâm người ta làm công việc này được. Nó cho nên Việt Cộng thường thường quý vị hay thấy nó lên, nó nói vậy, nó con này nó lên, hoặc là những người làm YouTube anh chị, nó không có tử tế vậy. Làm gì tử tế? Tất cả mọi người chúng ta ai cũng cần có một cái gì anh chị, có một cái nguồn kinh tế đủ để chúng ta sống phải không? Thùy Dương là 7 năm nay là Thùy Dương dẹp cái chuyện gọi là giống như ngày xưa. Anh chị biết rồi, Thùy Dương là một người rất là tham vọng, tham vọng vô cùng. Chứ còn mà Thùy Dương là cái người lười biếng thì làm sao mà mới sang Na Uy Thùy Dương có thể đạt được những cái này, đạt những cái kia. Nhưng mà dần dần á, mình ngồi mình mới phải đặt những cái câu hỏi là ô bây giờ mình tham vọng, cái xứ này là cái xứ tự do ha, mình hả, mình cố gắng, mình học hành, là mình đi làm, là mình có lương cao và mình được rất là nhiều quyền lợi luôn. Rồi bây giờ đó mình có nhà bự nè, mình có được những cái điều kiện. Thùy Dương thích du thuyền, là những cái thuyền mà khoảng 1 triệu, nó 2-3 tỷ Việt Nam đồng á, thừa sức mua quý vị, ở bên đây không có khó. Và mua xe hơi mất tiền á, là Thùy Dương làm. Nếu mà hôm nay 7 năm nay Thùy Dương tập trung vô, Thùy Dương làm luôn, mấy cái chuyện đó với Dương không có khó để mà có được đâu quý vị, nó dễ lắm. Nhưng mà những cái đó bây giờ Thùy Dương dí theo những cái đó, còn cái chuyện quốc gia của mình thì sao? Mình có một cái đất nước để mình yêu mình thương mà, phải không quý vị? Chúng ta có một cái quê hương Việt Nam để yêu thương, và chúng ta có những con người đã vì đất nước, đã vì quê hương mà hy sinh. Họ có gia đình, họ có con. Đó là những cái tấm gương lớn mà để Thùy Dương phải noi theo. Đó. Và Thùy Dương phải nói là những người đi trước họ đã thực hiện cái phần trách nhiệm của mình, không phải tất cả, nhưng mà một số ít họ làm cái điều đó. Vậy thì cái tính của Thùy Dương là học những cái hay, học những người mà tử tế, học những người có trách nhiệm. Đó, cái tính của Dương vậy, học những cái gì tích cực và làm theo những cái điều đó. Chứ không phải Thùy Dương thấy người ta đạt được ăn chơi sung sướng mình dí theo, không phải. Mình thấy là tại sao những người đó họ có cái gia đình riêng của họ, họ có con cái mà họ can đảm, họ tuẫn tiết, họ chết khi mà đất nước mất đi, họ ở lại đó họ không làm gì hết. Vậy thì mình có xứng đáng là con cháu của họ không? Mình thế hệ hậu sinh mình làm cái gì để mình xứng đáng với những người đi trước như vậy? Thì cho nên là cái từ cái sự mà gọi là cái sự tham vọng của Thùy Dương phải kiềm chế nó lại, Thùy Dương phải dừng nó lại anh chị. Tại vì mình Thùy Dương cũng đọc nhiều ha, về về triết lý, Thùy Dương cũng đọc nhiều về cái đạo làm người nhiều lắm. Thì ví dụ như mình sinh ra mình có gì không, mình sinh ra trên tay mình đâu có nắm tiền đâu, mình sinh ra trên tay mình đâu có nắm nhà đâu, không có nắm xe, mình sinh ra cơ thể mình trần trụi không có gì hết trơn á. Nó rồi cái cuộc sống của mình nó cám dỗ, nó lôi mình đi tới cái chỗ là mình phải đạt được, tại vì mình không may mình sinh ra trong cái xã hội Việt Nam nó thiếu thốn, và từ chỗ thiếu thốn đó mình bị xem thường, bị khi dễ, và từ cái chỗ đó mình cố gắng, mình phấn đấu, mình vươn lên để người ta không còn xem thường mình nữa, người ta không còn khi dễ mình nữa, và mình mãi chạy theo cái vật chất đó để mình nhận lại cái sự tôn trọng. Nhưng mà cái sự tôn trọng đó để đổi lại mình có được cái gì anh chị? Mình hả hê, mình thỏa mãn. Bởi vì bây giờ tôi có rồi, anh chị không thể nào còn xem thường, anh chị hối hận, anh chị phải hối lỗi như Ngọc Trinh, như là Ngọc Trinh đó quý vị. Thì do là cái hoàn cảnh, cái tuổi thơ của Ngọc Trinh quá nghèo và bị xem thường. Thì Dương đã từng nghe cái sự chia sẻ của Ngọc Trinh, cho nên quý vị thấy là tại sao Thì Dương không có ghét Ngọc Trinh. Thì Dương đồng cảm theo và Thì Dương hiểu. Nhưng mà cái cách sống của Ngọc Trinh thì nó lại khác mình. Anh chị thấy không? Là ngày hôm nay tôi không cần biết, tôi miễn làm sao là tôi kiếm tiền, tôi lo được cho cha mẹ của tôi đầy đủ, cho em cháu của tôi đầy đủ, và
người những cái người mà đã từng xem thường tôi bây giờ họ phải ăn năn và họ phải hối hận và họ không còn dám nữa gặp tôi, họ phải cúi đầu. Thì cái điều đó là cái chuyện rất là bình thường đối với một con người đã từng sống mà bị người khác xem rẻ rồi, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đối với Thùy Dương, mình hôm nay mình làm cái điều đó để rồi được cái gì, mình thỏa mãn cái đó thì mình có những gì mình ngày hôm nay mình có. Thì những cái người họ đã từng đối xử tệ với mình thì họ nhìn vô họ tự thấy, họ tự biết và họ tự cảm thấy họ phải 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 nhìn ra cái sai của họ. Nhưng mà mình sân si với họ để được cái gì, cái giá trị mình nhận lại trong cuộc đời này là cái gì? Thì Dương không phải giáo điều, nhưng mà mình, cái tuổi trẻ của mình nó qua đi, nó qua rất là lẹ rồi. Bây giờ quê hương đất nước của mình, em của mình, cháu mình nó sống như thế nào? Và ngày hôm nay cái đất nước của mình phải chi nó đầy đủ, thấy không? Và người dân nhận được cái tin trung thực thì Dương không có cần phải mất nhiều thời gian vậy. Nhưng mà rất là tiếc là vì anh chị suốt nhiều chục năm qua, cả miền Bắc và miền Nam, hay nói chung là người dân Việt Nam đã sống trong một cái sự dối trá đến một cái mức trắng trợn, mà Thùy Dương không nghĩ rằng là những cái con người Việt Nam vô tội đó họ phải sống với một cái sự dối trá, một cái sự mà gọi là một cái sự cai trị độc tài kinh khủng vậy từ chế độ cộng sản. Thì bây giờ mình ráng mình tô vẽ lên cho mình một cái bộ lông mướt mượt mà và đẹp đẽ, nhưng mà rồi cuối cùng thì sao anh chị, tất cả những cái giá trị đó theo thời gian đều sao anh chị, nó đâu có còn đâu, mình giữ không có được. Bây giờ cái ví dụ như bây giờ mình chăm chăm chút cho cái nhan sắc của mình đẹp, mình cố gắng mình làm bằng mọi cách để mình đẹp rồi, thì anh chị có cái cách nào để giữ nó lại được không? Không được rồi, cơ thể của mình cũng sẽ rệu rạo, cũng sẽ già, cũng sẽ xấu đi, ai cũng già hết đó. Tuổi tác càng ngày càng cao là già, đó là cái quy luật tự nhiên rồi, mình không thể nào mình thay đổi được. Vậy bây giờ thì mình làm sao anh chị, để mình phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa. Cho nên Thùy Dương hỏi Thùy Dương là 7 năm qua Thùy Dương có tiếc không? Tiếc chứ quý vị, tiếc, tiếc vô cùng. Nhưng mà mình sống mình có lý tưởng, mình sống có trách nhiệm, chứ không phải là mình sống mình ăn chơi mình hưởng thụ. Vì lẽ đó đó cho nên là Thùy Dương phải nói là sắp xếp công việc của mình làm với tốc độ rất là lẹ, mình phải có một cái sự sắp xếp ở trong đầu, ngay cả những cái đồ vật ở trong nhà cũng vậy. Khi mà Thùy Dương làm tới cái chuyện đó là Thùy Dương biết cái chuyện kia tiếp theo Thùy Dương sẽ làm như thế nào, đồ đó để làm sao, phải làm tay chân. Mà Dương nói với anh chị làm tốc độ làm rất là lẹ luôn. Thùy Dương lấy cà phê, Thùy Dương pha cà phê trong vòng, anh chị tin không, chưa đầy 45 giây nữa làm lẹ có vậy, chùi cái bếp lau lau chùi 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 làm rất là nhanh. Thùy Dương bắt tay vô việc làm rất là lẹ, tại vì không làm lẹ không có đủ thời gian làm. Anh chị ở Việt Nam anh chị pha một ly cà phê anh chị pha 20 phút 30 phút thì bằng này anh chị Thùy Dương pha được cho quý vị cả 100 ly cà phê rồi. Nếu mà làm chậm không có thời gian để làm thì quý vị anh chị cứ nhìn đi, tại sao ở nước ngoài người Việt của chúng ta lên tới mấy triệu người mà tính mà cái số người làm truyền thông á mà lên làm như thế này, anh chị thấy nhiều vậy chứ không có đâu, chỉ có ít lắm đối với cái cơ quan truyền thông tuyên truyền của Việt Cộng nó đông lắm, mình không có nhiều. Nói hơn ngày hôm nay nếu mà anh chị đếm anh chị thấy là nó nhiều vậy, với Thùy Dương thấy chưa được 50 người nữa. Mà anh chị biết là tổng cộng cái số mà gọi là anh chị bao nhiêu cái cơ quan truyền thông của Việt Cộng ngày hôm nay, quý vị ghi thử coi, rồi chưa tính những người làm YouTube riêng nữa đó, những YouTube cá nhân họ tuyên truyền nữa đó, không làm mình không có chống lại được, nó lớn nó khổng lồ lắm. Cho nên Thùy Dương nói hoài cái lực lượng của chúng ta nó không có mạnh nó bằng Việt Cộng đâu. Việt Cộng nó kinh khủng lắm, 48 năm qua nó dùng bằng mọi cách để anh chị nó đè, nó làm cho người dân ở trong nước hiểu không có đúng như thế nào là một cái quốc gia sống độc lập tự do và hạnh phúc. Người dân hiểu sai hết, tại vì khi mà người ta ra nước ngoài rồi là người ta xác định người ta có một cái cuộc sống mới, người ta không có liên quan gì tới Việt Nam nữa hết đó. Đa số là như vậy, hoặc là những người mà họ có tinh thần anh chị họ cũng không làm nổi nữa, tại vì ra nước ngoài nó bận lắm. Họ nhìn xung quanh ai cũng vậy, khi mà họ sống ở Mỹ họ nhìn cha mẹ người Mỹ chăm sóc con của người ta như vậy, sáng trưa chiều tối đưa con đi học ví dụ vậy, lo cho con ăn uống, dẫn con đi du lịch. Ở đây quý vị có thể sống khác hơn được không? Cũng phải sống làm sao cho giống người Mỹ, tại mình đang sống trong cộng đồng của người Mỹ mà. Hoặc là ở Úc, ở Canada hoặc ở Na Uy cũng vậy, mình đang sống trong cộng đồng người Na Uy, mình phải nhìn người ta chăm sóc con như thế nào, mình phải làm sao để mình hội nhập được chứ, đâu mình đâu có còn cái kiểu sống ở Việt Nam đâu. Thì dần dần anh chị họ không còn thời gian nữa, tại vì một cái đứa trẻ ở Việt Nam sinh ra quý vị dạy nó khác hơn là một cái đứa trẻ sinh ra ở ngoài đây. Khi mà quý anh chị sinh một đứa con ở tại Việt Nam, quý vị giáo dục nó khác, cái môi trường sống nó khác, và đặc biệt đó có họ hàng có người thân giúp đỡ mình,
Còn ở ngoài đây là tất cả mọi thứ anh chị đẻ một đứa con ra thì cái trách nhiệm đó là hoàn toàn của anh chị. Không có ai giúp đỡ quý vị hết. Cha mẹ cũng không giúp đỡ, mà nhất là những người Việt Nam mà đi ra nước ngoài chỉ có vợ, có chồng thôi. Thì cha mẹ nào ở bên cạnh để mà giúp? Họ làm hết luôn. Không có họ hàng để mà chăm sóc thì thời gian đâu để mà họ làm. Mà họ muốn lên làm, họ lên họ nói cái gì? Họ bắt đầu từ đâu? Máy móc như thế nào, phần mềm nào để sử dụng để lên chương trình? Nó khó là như vậy đó. Cho nên là khi mà quý anh chị thấy Thùy Dương ở đây, quý vị đừng có giận Thùy Dương. Thùy Dương cố gắng để mà gần gũi với bà con, để mà tiếp chuyện với bà con dữ lắm luôn. Mà cho nên nhiều khi Thùy Dương nó ước gì một ngày Thùy Dương có 48 tiếng đồng hồ, chứ không phải là 24 tiếng không đủ làm gì hết. Cho nên quý vị thông cảm nha, bây giờ Thùy Dương về mà Thùy Dương chưa có ăn gì hết. Khi mà làm xong cái video này xuống là quay qua sẽ ăn, mà ăn ăn rất là trễ quý vị, ăn trễ như vậy nó không có tốt cho sức khỏe của Thùy Dương. Mà bây giờ như vậy làm sao mà kịp? Đó, hãy nói để cho bà con hiểu rằng những cái người mà họ còn trẻ mà họ lên làm truyền thông đó là họ đã gì anh chị? Họ đã dành thời gian của họ cho cái công cuộc này dữ lắm rồi. Họ cố gắng dữ lắm rồi. Đó. Chứ không phải rằng là họ chảnh chẻ họ lên để nói để chảnh chẻ này kia nọ, nhiều việc quá. Cuộc sống là cuộc sống của họ tự lo, họ không có một cái khoản lương cố định. Việt Cộng ở trong nước anh chị thấy công an không? Dân quân tự vệ rồi này kia nọ anh chị thấy không? Họ làm một tháng còn có 2-3 triệu bạc, còn Việt Cộng còn trả. Ở ngoài đây có lương cứng lương mềm gì đâu. Tự bươi thấy mù nội luôn. Mà cái cộng đồng người Việt của mình nó bị Việt Cộng nó chen vô, nó phá tùm lum hết, nó còn tạo nghi ngờ nữa. Mà nhiều khi mà lên mình kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ nó cũng lên nó quýnh mình đó quý vị. Cho nên là cái sự đoàn kết của mình nó rất là quan trọng, cái sự hỗ trợ rất là quan trọng, mỗi người mỗi một việc nha quý vị. Và Thùy Dương cũng cảm ơn quý chú quý bác cô, những người mà hiểu thông cảm cho Thùy Dương và hỗ trợ cho Thùy Dương. Thùy Dương cảm ơn rất là nhiều, nó đỡ cái phần áp lực lắm. Tại vì ở nước ngoài mà anh chị biết mình làm mình có lương chi phí rồi rất là nhiều, phải không? Nhiều lắm, mỗi cái ăn cái rồi mình thời gian mình ngồi mình làm video nữa nó tốn. Rồi thì nói chung là Thùy Dương nói rằng là quý anh chị và các bạn, nhất là các bạn trẻ đó, không phải là Thùy Dương chảnh gì đâu, mà là không đủ thời gian để làm gì hết trơn. Trời ơi, đó. Bây giờ Thùy Dương làm xong video này là 22 giờ 26 phút. Thì quý anh chị cứ nghĩ Thùy Dương làm xong rồi đó, Thùy Dương ăn bao nhiêu phút? Thùy Dương ăn trong vòng 10 phút là 22 giờ 36 phút, 22 giờ 36 phút. Xong rồi còn vô tắm rửa, còn quần áo không, nhà cửa lau dọn, xếp quần áo phơi mấy bữa chưa xếp, vô soạn quần áo ra giặt, chén bát sắp xếp, bếp núc lau chùi, hằng hà sa số luôn quý vị. Cho nên thông cảm cho nha Thùy Dương nha quý vị. Rồi Thùy Dương cảm ơn quý vị thật là nhiều. Cho nên Thùy Dương nói cái video này ngày hôm nay đó, và Thùy Dương nói không có nói về chính trị, thì những anh chị em nào mà yêu thương Thùy Dương thì đừng có giận Thùy Dương. Thùy Dương nói chung là Thùy Dương còn ngồi đây có nghĩa là Thùy Dương thương đồng bào, thương bà con, nó muốn lên tiếng để nói thay cho đồng bào, những người ở trong nước mà không có nói được. Nó thì Dương cố gắng hết sức. Nó rồi, cảm ơn bà con đã dành thời gian quý báu của mình để mà lắng nghe phần chia sẻ này của Thùy Dương nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye bà con.